Trong phòng, Tư Viêm ngồi xếp bằng trên giường, ngón tay vuốt ve chiếc nạp giới màu đỏ như máu. Đây đúng là thứ hắn đã đoạt được khi giao thủ với Dịch Trần. Địa vị của người này trong Thiên Minh Tông cũng không thấp, vật phẩm trong nạp giới tất nhiên sẽ khá phong phú. Cái này coi như là lợi nhuận đi. Khẽ thở sâu một hơi, một luồng linh hồn lực phát ra từ mi tâm của Tư Viêm, sau đó xâm nhập vào chiếc nạp giới này. Nhưng khi linh hồn lực vừa mới tiến vào đã bị một lực lượng đánh ngược trở lại. Bị bố trí linh hồn ấn ký rồi sao? Linh hồn được bị đẩy ngược, chân mày Tư Viêm cau lại. Tuy thực lực của Dịch Trần không kém, nhưng nếu so về lực lượng linh hồn, chỉ sợ 10 người như hắn cộng lại vẫn kém Tư Viêm. Loại linh hồn ấn ký này chẳng hề có nửa điểm tác dụng đối với hắn. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát qua nạp giới màu đỏ, một luồng linh hồn lực lên mênh mông như thủy triều bùng phát ra. Chỉ nghe một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, linh hồn ấn ký trong nạp giới kia đã trực tiếp bị Tư Viêm xóa đi. Tùy tay xóa sạch đi linh hồn ấn ký trong nạp giới, linh hồn lực của Tư Viêm cuối cùng cũng có thể tiến vào mà không gặp trở ngại gì. Bàn tay khẽ động, một quyển trục đỏ như máu liền hiện ra. Huyết tà công. Ánh mắt Tư Viêm đã qua quyển trục rồi dừng lại trên ba chữ màu đỏ, mùi tanh của máu nhất thời tràn ngập ra xung quanh. Cẩn thận cởi bỏ quyển trục, Tư Viêm liếc mắt xem sơ qua giới thiệu về công pháp này, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, một lát sau mới nhẹ giọng than thở. Quả nhiên đủ huyết tinh, loại công pháp này quá mức tà dị cùng tàn nhẫn, phải cắn nuốt máu thịt, hấp thụ đấu khí của đối phương. Huyết tà công này dù ở Thiên Minh Tông cũng có thể coi là loại công pháp đứng đầu, điểm này chỉ cần nhìn Dịch Trần kia mới 30 tuổi đã đạt đến mức đấu tông đỉnh phong là có thể nhìn ra. Tuy nói thi phú của hắn cũng là một nguyên nhân, nhưng mà càng nhiều là dựa vào công pháp quỷ dị này. Nhưng loại thủ pháp hấp thụ đấu khí người khác để tăng cường thực lực dù sao cũng không tính là thượng thừa. Nếu hấp thụ quá nhiều sẽ mất đi sự tinh thuần của đấu khí, ảnh hưởng đến việc đột phá những cảnh giới sau này. Khi đó chỉ có cách phế bỏ công pháp này để tu luyện lại, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tạp chất trong đấu khí phản về lại mà tử vong. Đọc lướt qua một cái gọi là huyết tà công này, Tư Viêm cũng nhìn ra được những mặt cực đoan của nó. Thứ này có thể làm cho người ta có được thực lực một cách nhanh chóng, nhưng hậu quả lại quá lớn. Vả lại, quá trình tu luyện cũng cực độ tàn nhẫn huyết tinh. Không phải người có bản tính lạnh lùng thì sợ rằng không cách nào tu luyện được công pháp này. Thiên Minh Tông quả nhiên là một tà tông. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, tiện tay ném huyết tà công vào nạp giới của mình. Bất kể thế nào, nó cũng miễn cưỡng có thể tính là địa giai cao cấp công pháp. Sau này, nếu mà đem ra đấu giá, tất nhiên sẽ có thể đổi được một vài vật phẩm xa xỉ có giá trị khác. Cất kỹ huyết tà công, Tư Viêm lại lật tung chiếc nạp giới kia lên, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được thứ gì đủ để làm hắn chấn động tâm. Khi đang định bỏ qua, linh hồn lực đột nhiên chú ý đến một góc của nạp giới, nơi đó có một quyển trục màu xám không quá thu hút, nhưng Tư Viêm lại có thể mơ hồ cảm thấy sát phạt khí hung lệ phát ra từ bên trong. Đây là... Đôi mắt Tư Viêm hiếp lại, loại sát phạt khí này làm hắn có cảm giác khá quen thuộc. Nhớ lại lúc nãy, hình như khi Dịch Trần thi triển đấu kỹ cuối cùng, cũng có sát phạt khí giống như vậy. Bàn tay nắm chặt, quyển trục màu xám liền xuất hiện, Tư Viêm búng tay đem nó mở ra. Vài chữ viết nhìn bình thường, nhưng lại ẩn chứa sát phạt khí vô cùng vô tận xuất hiện trước mặt hắn. Thiên Minh Tu La Thủ, Tư Viêm khẽ thì thầm một tiếng, trong mắt lại xẹt qua một chút tinh quang. Thứ này quả nhiên là đấu kỹ cuối cùng mà Dịch Trần thi triển lúc trước. Khi giao chiến, Tư Viêm đã tự thân thể nghiệm sức mạnh của Thiên Minh Tu La Thủ. Cái loại sắc phạt khí sắc bén này đúng là phi thường mạnh, nhưng rõ ràng là Dịch Trần chưa tu luyện đại đấu kỹ này đến đỉnh điểm. Có lẽ là do huyết tinh trong người hắn có nồng đậm, nên uy lực bị giảm đi không ít. Thiên Minh Tu La Thủ cần phải có một ý chí sắc phạt không lùi, ý chí này không phải là thứ huyết tinh có thể bù lại. Đấu kỹ này có thể xưng là một tuyệt học trấn tông của Thiên Minh Tông, uy lực tất nhiên không chỉ như là Dịch Trần thần thi triển, tên kia quá tự phụ, thật ra hắn cũng chưa hề lĩnh ngộ được chân lý của Thiên Minh Tu La Thủ. Tư Viêm tỉ mỉ nghiên cứu lại quyển trục một lần, chợt thở ra một hơi hưng phấn nói. Dựa theo phỏng đoán của Tư Viêm, nếu triệt để thi triển Thiên Minh Tu La Thủ thì sợ rằng chỉ có học được ấn thứ 5 trong đế ấn quyết mới thắng được nó, có thể trở thành tuyệt học trấn tông của Thiên Minh Tông. Thứ này quả nhiên là có đặc trưng riêng của mình. Tư Viêm nhẹ nhàng vuốt ve quyển trục, vẻ tươi cười trên khuôn mặt lại càng nồng đậm. Không ngờ Dịch Trần lại đến tận cửa tặng mình một bảo bối như vậy. Nếu có thể học được Thiên Minh Tu La Thủ thì sức chiến đấu của hắn chắc hẳn là phải được đề cao. Ngày sau cũng nhiều thêm một thủ đoạn để tranh đấu với người khác. Vả lại không bao lâu nữa hành động giải cứu Dược Lão sẽ bắt đầu. Bây giờ đưa tới Thiên Minh Tu La Thủ cho hắn. Không thể không nói rằng Dịch Trần kia chọn thời điểm thật đúng lúc. Vì còn phải chờ Phong Tôn giả đến. Bởi vậy, đám người Tư Viêm vẫn còn một khoảng thời gian để chuẩn bị. Đối với hành động hung hiểm bực này, dù thời gian lâu như thế cũng có vẻ không đủ. Bởi vậy, từ sau khi lấy được tình báo từ ba vị cự đầu, Tư Viêm liền lựa chọn bế quan một lần nữa.
Lần này hắn bế quan, không chỉ để tranh thủ chờ Phong Tôn Giả đến mà còn đem Phục Linh Thanh Đan luyện chế ra trợ giúp cho là Thiên Hỏa Tôn Giả. Cuối cùng rút ra một ít thời gian để tu luyện Thiên Minh Tu La Thủ, nhiều thêm một thủ đoạn cũng là nhiều thêm một phần an toàn. Mặc kệ một phần trợ giúp này có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng so với không có thì vẫn tốt hơn nhiều. Đối với cử chỉ có chút điên cuồng của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên không biết phải làm sao. Đồng hành với Tiêu Viêm nhiều năm như vậy, nàng cũng hiểu để giải cứu lão sư của mình, Tiêu Viêm đã cố gắng rất nhiều, hiện giờ vào sự đã sẵn sàng, hắn lại càng dám thả lỏng chút nào. Mà như bị Tiêu Viêm ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn Giả cũng rất ít ra ngoài, bọn họ đều hiểu được tầm quan trọng của hành động lần này đối với Tiêu Viêm. Vì vậy, tận lực tăng lên một chút thực lực để mọi việc thêm phần chắc chắn. Bọn họ điên cuồng tu luyện cũng làm cho đám người Huyền Không Tử có chút bất lực, chỉ đành dặn dò người dưới trướng đừng để cho ai đến quấy nhiễu đám người Tiêu Viêm. Cũng phái thêm vài thị nữ túc trực để xem khi Tiêu Viêm luyện đan có thiếu loại dược liệu gì không, lúc đó Đan Tháo sẽ trực tiếp phái người mang đến. Khi Tiêu Viêm mất ăn mất của bé quan, thời gian nửa tháng cũng lặng yên trôi qua. Nửa tháng này, ở Đan Tháp cũng có một lần ồn ào, nguyên do là trên bầu trời của Đan Tháp đột nhiên xuất hiện lôi vân. Bên trong nó còn ẩn chứa hai loại màu sắc. Xem bộ dáng này, hiển nhiên trong Đan Tháp có một vị luyện đan tông sư nào đó đã luyện chế thành công bát phẩm đan dược. Nhưng khi bọn họ đang kinh ngạc vì đang lôi trên bầu trời, thì một đạo kim quang lại bay ra từ trong Đan Tháp, đem vô số sấm sét của nhị sắc đan lôi phá tan mà thân thể không bị chút tổn hại nào. Sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Một màn này, người ở Đan Tháp cũng đã không xa lạ gì. Khi bọn họ thấy kim sắc thân ảnh xuất hiện thì liền hiểu được người luyện chế bát phẩm đan dược kia chính là quán quân của đan hội lần này, Tiêu Viêm. Đối với hiện tượng này, không ít luyện dược sư đều thán phục. Có thể nói bát phẩm đan dược là một thứ bọn họ rất khó chạm tới, nhưng ở trong tay Tiêu Viêm, người còn nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều thì dường như lại tùy ý mà ra. Sự tương phản rõ rệt làm cho họ phải xấu hổ. Quả nhiên, người với người là không thể so sánh. Hai ngày sau khi đan lôi biến mất, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng xuất quan sau nửa tháng đóng cửa tự kỷ. Chẳng qua là khi xuất quan, bộ dáng lại có vẻ hết sức chật vật. Chật vật thì chật vật, nhưng mà vẫn không làm bớt đi vẻ hưng phấn trên khuôn mặt hắn. Sau khi thất bại ba lần, hắn rốt cuộc cũng luyện chế thành công được Phục Linh Thanh Đan. Thiên Hỏa Tôn Giả vẫn thủ hộ bên ngoài, nhìn thấy bộ dáng chật vật như vậy của Tiêu Viêm thì cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng lúc đó, một viên đan dược rất tròn màu xanh đậm tràn đầy linh khí bay đến trước mặt lão. Không gian chợt vặn vẹo, lão cũng không nói nhảm nhiều lời, bắt lấy đan dược, lao thẳng về phòng mình. Thế Tiêu Viêm cũng bật cười, lần bế quan này không chỉ luyện chế thành công Phục Linh Thanh Đan, mà cả Thiên Minh Tu La Thủ cũng có khá nhiều lĩnh ngộ. Tổng quát mà nói thì thu hoạch rất lớn. Lần xuất quan này đem tất cả mọi việc đều chuẩn bị chu toàn, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng nghỉ ngơi, an tâm điều dưỡng 2 ngày, khôi phục trạng thái bản thân, tới đỉnh phong. Hiện giờ, việc hắn cần phải làm duy nhất ở chỗ này, yên lặng chờ Phong Tôn Giả đến, sau đó đi cứu dược lão. Tiêu Viêm cũng không cần chờ lâu, ngày thứ 5 sau khi hắn xuất quan, lúc đang nghiên cứu tu luyện Thiên Minh Tu La Thủ, Tiêu Viêm đột nhiên đứng bật dậy, hắn cảm nhận được một khí tức mênh mông quen thuộc xuất hiện. Phong Tôn Giả đến rồi. Tầng chót của Đan Tháp là một đại điện cực kỳ rộng lớn, chỉ khi có khách quý đến thì các cửa đầu mới tiếp đón họ ở đây. Mà lúc này đại điện đã trống trải rất lâu, lại có vài bóng người đang tùy ý ngồi, một bên có thị nữ cung kính châm trà rót nước. Haha, Phong Tôn Giả, nhiều năm không thấy, xem ra ngươi vẫn tiêu diêu tự tại như trước. Ngồi trong đại điện, Huyền Không Tử nhìn khuôn mặt ẩn chứa vài phần tiếu ý của lão già áo xanh, cười nói. Lão già áo xanh chính là Phong Tôn Giả vừa được Tiêu Viêm truyền tin, lão ngay lập tức ngựa không dừng vó phi tới Tinh Vẫn Các. Nghe Huyền Không Tử nói, hắn ngược lại lắc lắc đầu cười đáp, đâu được như ngươi nói, so với Đan Tháp thì Tinh Vẫn Các chúng ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Bên cạnh Phong Tôn Giả còn ngồi một lão giả khuôn mặt già nua nhưng thân thể lại thẳng tắp như một cây thương, làm người ta có cảm giác là cực kỳ sắc bén, giống như người ở chỗ này không phải là một người mà là một thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén. Lão phu đã lâu chưa ra khỏi đan vực, không biết vị bằng hữu này là... Ánh mắt Huyền Không Tử chuyển về phía lão giả này cười hỏi. Tên trước kia ta đã sớm quên, sau này tự lấy cho mình cái tên là Thiết Kiếm. Đối với Huyền Không Tử, vị lão giả này cũng chỉ biểu hiện ra một vài phần khách khí. Lão khẽ chắp tay cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt. Thiết Kiếm, phải chăng chính là Thiết Kiếm Tôn Giả? 10 năm trước, đơn thương độc mã huyết tẩy cọc kiếm môn. Nghe vậy trên mặt của Huyền Không Tử nhất thời hiện lên chút kinh ngạc. Khóe môi lão giả khẽ gật gật rồi gật đầu một cái, hiển nhiên cũng không nghĩ dây dưa nhiều ở cái đề tài này. Tính nết lão già này thế như thế, ân oán giữa hắn và Ngọc Kiếm Môn quá sâu, vài lời không thể nói hết được. Phong Tôn Giả cười cười, ánh mắt hắn đột nhiên đảo qua đại điện hỏi, Tiêu Viêm đâu, tên nhóc kia gọi ta đến mà giờ còn chưa lộ diện sao? Phong lão nói đùa, vạn bối làm sao dám chậm trễ chứ.
Phong Tôn Giả vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ từ ngoài đại điện truyền tới, chợt mấy đạo thân ảnh đẩy đại môn ra rồi từ từ tiến vào. Vừa vào đại điện, ánh mắt Tiêu Viêm liền dừng lại trên người Phong Tôn Giả, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hành động lần này tất nhiên không thể thiếu Phong Tôn Giả, tận mắt thấy hắn ở đây thì Tiêu Viêm mới hoàn toàn yên tâm. Cửu Tinh Đấu Tông, ánh mắt Phong Tôn Giả cũng lướt qua người Tiêu Viêm, chén trà đang đưa lên miệng liền khựng lại, kinh ngạc nói. Hắn nhớ rõ lần trước chia tay, Tiêu Viêm mới đột phá lên Đấu Tông mà thôi, từ giờ đến đó mới qua một năm, có thể tăng lên đến Cửu Tinh sao? Khuôn mặt Thiết Kiếm Tôn Giả bên cạnh cũng biến đổi, ánh mắt vốn bình tĩnh của lão xẹt qua một chút chấn động. Trên đường đi, Phong Tôn Giả cũng đã nói rất nhiều chuyện liên quan đến Tiêu Viêm, từ đó có thể thấy Phong Tôn Giả rõ ràng rất vừa lòng với tên đệ tử này của Dược Trần. Lúc đầu Thiết Kiếm Tôn Giả cũng không có để ý, nhưng hiện giờ tự mình gặp mặt, lão mới có cảm giác được là khuôn mặt trẻ tuổi kia quả thật cực kỳ bất phàm. May mắn mà thôi. Tiêu Viêm cười cười đi vào đại điện, phía sau hắn là Tiểu Y Tiên. Thiên Hỏa Tôn Giả cùng với khuôn mặt đầy vẻ lười biếng của Tử Nghiên, nha đầu này rất không hài lòng về việc Tiêu Viêm kéo nàng đi gặp mấy người không hề quen biết, để nàng ngủ thêm chút nữa không phải tốt hơn sao? Phong Tôn Giả cười cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt lão liền động lại trên người Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn Giả. Khuôn mặt già nua của Thiết Kiếm Tôn Giả cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn hai người Tiểu Y Tiên. Cùng là đấu tôn, lão có thể cảm giác được thực lực của lão giả và nữ tử này dường như còn mạnh hơn cả mình. Hai vị này là... Phong Tôn Giả trợn mắt nhìn xem bộ dáng này, hai người tự hồ có quan hệ với Tiêu Viêm. Quan trọng hơn là thực lực của Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn Giả, hai người này đều đã đạt đến là tam tinh đấu tôn, đều là bằng hữu của vãn bối, họ sẽ giúp chúng ta trong lần này. Vị này là Tiểu Y Tiên, vị này là Thiên Hỏa Tôn Giả, Tiêu Viêm cười đáp. Nghe vậy, dù lấy định lực của Phong Tôn Giả thì trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Nói ngắn ngủi hơn một năm không gặp, Tiêu Viêm không chỉ đạt đến cửu tinh đấu tông, mà bên cạnh cũng nhiều thêm hai vị bằng hữu có thực lực tam tinh đấu tôn. Tốc độ phát triển làm cho người ta phải líu lưỡi. Hay, không hổ là đệ tử được lão già kia xem trọng, quả nhiên không thể cân nhắc theo lẽ thường. Phong Tôn Giả cười khổ một tiếng, một năm trước Tiêu Viêm chỉ là một mao tiểu ở tử mới vào Trung Châu mà thôi, nhưng hiện giờ đã có thanh danh hiển hách tại Trung Châu, trận tỷ thí kinh thiên tài là đan hội giờ đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Lão nghĩ nếu Phong Lôi Nhĩ kia nghe được tin đồn này, chỉ sợ sắc mặt sẽ rất phấn khích. Một bác phẩm luyện dược tông sư cũng không dễ trơn như vậy. Vị này là Thiết Kiếm Tôn Giả, cũng là người ta tìm đến giúp đỡ. Hay, vài bằng hữu trước kia vừa nghe phải đánh nhau với Hồn Điện thì đều đã lùi bước. Ta cũng không muốn ép, phía sau họ đều là nhiều thế lực nên sợ liên lụy. Sợ nếu chọc giận Hồn Điện thì sẽ gặp bay vả gió. Phong Tôn Giả thở dài một tiếng, sau đó chỉ vào Thiết Kiếm Tôn Giả nói tiếp. Lão Thiết Kiếm này cũng chỉ có một thân một mình, năm xưa Dược Trần từng có đại ân với hắn, nếu không giờ đây hắn cũng không báo được huyết cừu. Nghe ta nói muốn đi giải cứu Dược Trần, hắn liền chủ động đi qua. Tiêu Viêm nghe vậy liền yên lặng gật đầu, xem ra lần này Phong Tôn Giả cũng khá bận rộn. Hồn Điện quá mạnh, cho dù là cường giả cấp bậc đấu tôn cũng không muốn đắc tội chúng, nhưng vị Thiết Kiếm Tôn Giả này lại chủ động đứng ra, làm trong lòng Tiêu Viêm có chút kính nể. Việc này như là đưa than sưởi ấm vào trong ngày tuyết rơi, đây mới là chân chính đáng quý. Tiêu Viêm thay mặt gia sư đa tạ đại ân đại nghĩa của Thiết Kiếm Tôn Giả, sắc mặt Tiêu Viêm nghiêm trang, ôm quyền nói với Thiết Kiếm Tôn Giả. Ta ôm lòng báo huyết cừu, được là Dược Trần đã giúp ta. Từ giờ đã báo, nhưng ân còn chưa trả. Để báo đại ân của lão già kia, có xông vào Hồn Điện một lần cũng chẳng bỏ bèn gì. Ta cũng chứng mắt với cái lũ người không ra người, quỷ không ra quỷ đó lâu rồi. Thanh âm Thiết Kiếm Tôn Giả có chút khàn khàn đáp lại. Nghe loại ngữ khí như đã buông xuôi tất cả, từ việc cũng im lặng, loại người này ngay cả bản thân mình cũng có thể vứt bỏ. Thực ra mới là kẻ đáng sợ nhất, nhưng may là người này đứng về phía hắn. Tin báo về Dược Trần, Hủy Không Tự đã nói với ta, trong khoảng thời gian này, ta luôn luôn tìm kiếm giúp đỡ nên không chú ý đến việc Hồn Điện đã chuyển người đi, bằng không nó đánh vào hướng Minh Thành. Ngược lại sẽ đã thảo kinh xà, Phong Tôn Giả vuốt râu nhẹ giọng nói, nhưng ta không hề nghĩ tới bọn chúng sẽ chuyển người đến Vong Hồn Sơn Mạch, nơi đó địa thế phức tạp, hàng phụ quá nồng, nếu thất thủ để người chạy trốn vào hàng phụ thì dù là Hồn Điện cũng rất khó tìm được, xem ra bọn chúng cũng lo việc Dược Trần được cứu đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói, chúng ta cũng không có nhiều thời gian, không biết Hồn Điện có thu được tin tức gì đó rồi lại âm thầm chuyển đến lão sư đến một địa điểm khác, lúc đó tất cả công sức của chúng ta sẽ đều uổng phí. Việc này quả thật không phải là nhanh chóng giải quyết, bằng không đêm dài lắm mộng. Phong Tôn Giả cũng gật gật đầu tán đồng, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi, người tính khi nào xuất phát? Ngay ngày mai đi. Tiêu Viêm trầm giọng đáp, người đã đến đủ, hơn nữa Phong Tôn Giả còn mời thêm được một người, thì ở bên họ chỉ riêng số lượng đấu tôn cũng đã đạt tới 5 vị. Tính thêm cả sức chiến đấu của hắn, dù phải đối mặt với 6 vị đấu tôn, cũng có thể chiến một trận.
Đội hình bậc này nhìn khắp Trung Châu cũng đã là cực kỳ cường đại. Chỉ cần không có biến cố gì lớn cộng thêm tin tức có được là chính xác. Tiêu Viêm có 7 phần nắm được giải cứu Dược Lão khỏi tay Hùng Điện. Nghe vậy Phong Tôn Giả cũng cả kinh, chợt chậm rãi gật đầu. Lão cũng hiểu. Việc thế này không thể để lâu, ngày mai đã bắt đầu mặc dù có vẻ vội vàng nhưng binh quý thần tốc. Đánh một đòn làm Hồn Điện trở tay không kịp, sau đó cướp được người thì rút lui ngay lập tức. Đến lúc đó dù cường giả của Hồn Điện đến tiếp viện cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một khi đã như vậy thì theo ý ngươi, ngày mai xuất phát. Nhìn Tiêu Viêm cùng Phong Tôn Giả quyết định nhanh như vậy, Huyền Không Tử cũng hơi sửng sốt, chợt cực độ bất đắc dĩ, đứng dậy nói. Nếu các người đã quyết định, vậy Lão Phu chỉ có thể chúc một đường thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn Huyền Lão chúc phúc. Tiêu Viêm cười cười, trong con người đen nhánh xuất hiện sắc ý lạnh lẽo. Để có ngày này, hắn đã cố gắng rất nhiều năm, rốt cuộc cũng đã đến thời điểm trọng thủ. Lão sư, chờ đệ tử, lần này con nhất định sẽ cứu người khỏi tay Hồn Điện. Hôm sau lúc ánh rạng đông đầu tiên xóa tan hắc ám, phủ xuống mặt đất, vài đạo thân ảnh lặng lẽ lướt ra khỏi đan tháp mà không để ai phát hiện, lập lòe vài cái liền biến mất phía chân trời. Trên ngọn núi bên ngoài Thánh Đăng Thành, tiếng gió rít vang lên, từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện từ trong hư không, sau đó dừng lại đỉnh núi. Đi thôi. Tiêu Viêm kiểm tra nhân số một chút, thân sắc ẩn chứa sức sắc bén cùng hương trọng, quát khẽ một tiếng, thân hình tiên phong hóa thành một hắc tuyến mơ hồ nhanh như chớp lướt về phía chân trời xa xa. Đám người Phong Tôn Giả, Tiểu Y Tiên cũng theo sát phía sau. Hành động cứu viện cuối cùng cũng hoàn toàn triển khai. Vong Hồn Sơn Mạch nằm ở địa vực phía tây bắc của Trung Châu, nơi này cũng có thể tính là hung địa tương đối nổi danh ở Trung Châu. Tục truyền xa xưa trước đây, nơi này đã từng trải qua rất nhiều cuộc đại chiến, vùng đất dưới núi kia không biết đã mai táng bao nhiêu cổ hài cốt, nơi này còn có khí lạnh tự nhiên cực kỳ nồng đậm, dẫn đến sương lạnh quanh năm bao phủ cả dãy núi, sâu trong hàng phủ sương mù, linh hồn cảm giác bị ảnh hưởng, nếu là loại người có lỗ mãng, nếu không chừng thì sẽ trực tiếp bị vây chết ở trong dãy núi kia. Vòng hồ sơn mạch cách đan vực cũng không xa lắm, lấy tốc độ của đám người Tiêu Viêm khoảng 5 ngày là có thể đến, mà sau khi xuất phát, bọn họ cũng không dừng lại nhiều. Cứ hành trình bất cả ngày đêm, vì điên cuồng như vậy nên đến xế chiều ngày thứ tư, nhóm người Tiêu Viêm liền chạm thấy nhiệt độ quanh mình bắt đầu dần hạ xuống. Đã tới rồi sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đó có một dãy núi, nhưng phía ngoài dãy núi đó lại được bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc. Phía dãy núi có vẻ âm trầm do bị sương mù bao bọc kia, khuôn mặt có vẻ căng thẳng của Tiêu Viêm cũng trở nên thoải mái hơn, cuối cùng cũng tới Vòng Hồ Sơn Mạch, mục đích chỉ còn cách trong gang tấc. Tiêu Viêm vung tay lên, sau đó nhóm người đáp xuống một ngọn núi bên ngoài sơn mạch. Tới Vòng Hồ Sơn Mạch rồi, nhưng mọi người nên điều tức một chút đã, hành trình mấy ngày nay cũng không nhẹ nhàng. Dừng ở đỉnh núi, Tiêu Viêm nhìn đám người Tiểu Y Tiên theo sát phía sau cười nói. Nghe Tiêu Viêm nói, tự nhiên nhất thời đặt mông ngồi ở trên cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sầu khổ, mấy ngày chỉ có đi và đi, quả thật có chút khó khăn cho nàng. Nơi này chính là Vong Hồn Sơn Mạch sao? Tiêu Y Tiên đưa mắt nhìn hàng phụ dày đặc ở phía dãy núi xa xa, nhẹ giọng hỏi, có thể trực tiếp bay vào không? Không nên, sương mù phía ngoài còn thưa, chưa bên trong thì rất nồng, đến lúc đó nếu mất phương hướng thì chắc chắn sẽ bị lạc trong đó. Vả lại, bên trong hàng phụ cũng có không ít ma thú kỳ dị, rất dễ bị tập kích. Phong Tôn Giả thoáng nhìn về phía xa nói, còn nữa, Vong Hồn Sơn Mạch có vân điện của Hồn Điện. Trời mới biết chúng có thiết kế cơ quan gì đó để phòng ngừa hay không, nếu trực tiếp bay vào sẽ rất dễ bị phát hiện. Trong những người ở đây, chỉ sợ không ai là quen thuộc với Trung Châu hơn là Phong Tôn Giả, lại cộng thêm kinh nghiệm dài dặn của lão nên chẳng ai ở đây tỏ vẻ nghi ngờ, tất cả đều gật đầu. Giờ đang là sương mù vụ trong Vong Hồn Sơn Mạch nồng nhất. Dù chúng ta không có thời gian đợi cho hàn khí giảm đi, nên cũng chỉ có thể đi vào sương mù. Hai mắt Phong Tôn Giả hiếp lại, nhìn quét qua phía ngoài Vong Hồn Sơn Mạch một vòng, lão nói. Xung quanh Vong Hồn Sơn Mạch có một vài thế lực và tông môn nhỏ, mà theo ta được biết, những thế lực này hơn phân nửa đã bị Hồn Điện âm thầm khống chế. Nếu tiến vào vùng này thì không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của chúng ta, nếu không sẽ rất dễ bị bại lộ. Việc này, giờ cho ta xử lý đi. Thiết kiếm tôn giả thành âm khàn khàn nói. Phong Tôn Giả yên lặng gật đầu, hành động lần này của họ quá quan trọng, nếu thực sự đụng phải ai đó thì cũng chỉ có thể là trách bạn quá đen. Mọi người đều tức chừng nửa giờ trên đỉnh núi, sau đó liền không hẹn mà cùng đứng dậy. Tất cả đều có thể nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt những người khác. Hồn Điện mạnh đến thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu, cứu người từ trong tay bọn chúng không phải chuyện đơn giản. Lần này nếu hành động thất bại, chỉ sợ về sau sẽ không còn cơ hội như thế, nên bất kể thế nào, nhất định phải cứu bằng được Dược Trần ra. Phong Tôn Giả sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Nghe vậy mọi người đều nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi tiến vào sơn mạch, mọi người sẽ không cách nhau quá xa, tự mình cẩn thận một chút đi. Tiếng nói vừa dứt, Phong Tôn Giả liền tiên phong chuyển động thân hình, lướt xuống từ đỉnh núi như đại bàng, sau đó tiến vào rừng rậm mù mịt bị sương lạnh che phủ. Mấy người Tiêu Viêm cùng bám sát theo sau đó. Trong rừng, sương mù trắng xóa tràn ngập tầm nhìn.
Ở hoàn cảnh này, tầm nhìn cực kỳ eo hẹp, dù có sử dụng linh hồn cảnh giác, cũng chỉ có thể điều tra ước chừng hơn 100 mét phụ cận là không thể tiếp tục kéo dài hơn. Xoẹt xoẹt, trong rừng thỉnh thoảng là có vài tiếng thú rống trầm thấp, đột nhiên có vài âm thanh xé gió rất nhỏ vang lên, chợt vài đạo thân ảnh nhanh nhẹn như là lao vụt ra từ sương mù, sau đó nhanh chóng tiến vào sâu trong dãy núi. Mà họ đi sâu vào trong khu rừng, nhóm người Tiêu Viêm cũng gặp phải rải rắc rối nhỏ. Vòng hồ sơn mạch diện tích rất lớn mà sương mù lại tràn ngập, muốn tìm ra vị trí hồn địa trong đó cũng không dễ dàng. Bản đồ Huyền Không Tử cho mới bắt đầu còn có chút tác dụng, nhưng xâm nhập vào sâu hiệu quả cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nhóm người Tiêu Viêm cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của mình để mày mò. Mò mẫm đi tới, tự nhiên tốc độ cũng giảm chậm, nhưng điều làm cho người khác uể oải nhất là thông tin có được chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Giờ đang là mùa sương mù trong sơn mạch nhiều nhất. Một số dấu hiệu trên bản đồ cũng bị sương xóa đi, e rằng đám người Huyền Không Tử cũng không dự đoán được chuyện này. Dò đường được một khoảng thời gian, phong tôn giả thấy làn sương xung quanh dần dần tối đi, không khỏi nhíu mày nhẹ giọng nói. Sắc trời mau tối, không thể tiếp tục đi, mà thú ăn đêm ở vòng hồ sơn mạch cực kỳ hung ác, lại còn giống như đĩa đói, rất khó cắt đuôi chúng. Một khi làm ra chỉ động gì đó dẫn đến ma thú thì không nói, sợ rằng còn khiến cường giả hồn để chú ý đến. Nghe vậy, Tiêu Viêm chần chờ một chút cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Kinh nghiệm của phong tôn giả hơn xa hắn, việc này nên theo lời của lão. Nhìn thấy mọi người không ý kiến, phong tôn giả liền ra hiệu với Thiết Kiếm tôn giả. Người sau gật đầu, tùy tay vung ra vài thứ đen tuyền bay về phía xa. Những thứ này là phân cao giai ma thú, có thể ngăn cản một vài ma thú quấy rầy. Tối nay, mọi người cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Phần điện của hồn điện quy mô chắc cũng không nhỏ, tuy nói vùng núi này rất lớn, nhưng tìm ra nó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phong tôn giả nhẹ giọng an ủi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng rồi buồn bực gật đầu, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, kết quả đi vào đây lại không tìm thấy đường, mọi việc đúng thật là có chút khí kịch. Tuy buồn bực trong lòng, ngoài miệng Tiêu Viêm cũng chưa nói gì, theo lời ngồi xếp bằng tại trên thân cây, sau đó liền chậm chạp nhắm mắt. Những người khác đi đường lâu như vậy cũng có cảm giác mệt mỏi nên đều nhắm mắt lại. Ban đêm, vòng hồ sơn mạch có vẻ vô cùng âm u, đủ loại tiếng thú rống quanh quẩn trong dãy núi làm cho người khác có cảm giác lông tóc dựng đứng. Khi tiếng thú rống dần biến mất, nhóm người Tiêu Viêm vì thế mà buông lỏng một chút thì chỉ trong giây lát sau lại nghe thấy vài thanh âm sập xoạt từ phía xa truyền đến. Khi những âm thanh này vang lên thì hai mắt đang nhắm chặt điều tức của phong tôn giả bỗng mở bừng. Nhìn làn sương mờ, sắc mặt lão thoáng có chút biến hóa, kinh hãi thớt nói. Chẳng lẽ gặp phải một đoàn vệ thạch ma kiến? Nghe tiếng kinh hô của phong tôn giả, mấy người Tiêu Viêm cùng Thiết Kiếm tôn giả đều biến sắc. Vệ thạch ma kiến là một loại ma thú cực kỳ kinh khủng trong vòng hồ sơn mạch, không phải bởi vì chúng nó mạnh cỡ nào mà bởi vì số lượng của chúng lên đến là hàng ngàn hàng vạn con. Vòng hồ sơn mạch mang hung danh là có một số nguyên nhân là từ sương mù, nhưng mà càng nhiều thì một vài ma thú, một loại ma thú này chính là vệ thạch ma kiến. Cấp bậc của vệ thạch ma kiến cũng không cao, chỉ có tam tứ giai mà thôi. Nhưng sự đáng sợ của chúng là đàn kiến lên đến hàng vạn con như thủy triều cuốn qua, lúc đó cho dù là bắt cấp ma thú cũng chỉ có thể có cách là tạm lánh phòng mang. Vả lại, loài vệ thạch ma kiến này có thể cắn nuốt hết thảy máu thịt vào thân thể, ngăn trở trước mặt chúng nó. Bên trong vòng hồ sơn mạch thủy triều vệ thạch ma kiến mà lướt qua, thứ còn lại chắc chắn sẽ chỉ là những bộ xương, ngay cả vết máu li ti cũng không được tìm thấy. Phàm là cường giả vô tình vào núi mà gặp phải loài kiến này cũng tương đương với kết quả được một vé miễn phí về chầu tổ tông. Nếu không phải loài vệ thạch ma kiến này chỉ có thể sinh tồn bên trong hàng phủ rất lạnh, thì chỉ sợ ngay cả ở ngoài vùng núi này cũng không có ai dám cư ngụ. Trong những năm này, khi hung danh của vong hồ sơn mạch dần được truyền bá ra, công lao lớn nhất thuộc về loài kiến này. Đám người Tiêu Viêm cũng không ngờ tới bọn họ lại đen đuổi đến vậy. Mới vừa vào vong hồ sơn mạch đã đụng phải loại khó giải quyết này. Chuẩn bị lui lại, không nên đối chọi với chúng. Phong tôn giả nhanh chóng đứng dậy, trầm giọng nói. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của phong tôn giả, đám người Tiêu Viêm đều vội vàng đứng dậy, mà khi bọn họ đang chuẩn bị lui lại thì một thân ảnh nhỏ xinh đột nhiên nhảy xuống từ trên cây, sau đó liền xông ào vào trong rừng rậm tràn ngập sương mù. Thấy hành động của Tử Nghiên, sắc mặt phong tôn giả nhất thời kịch biến, nhịn không được thấp giọng quát: "Tiểu nha đầu này làm gì vậy, muốn chết sao? Các người đi trước, ta đem nàng cứu ra, đợi chút, không có tiếng động, đàn kiến dừng lại rồi." Lông mày kẻ đen của Tiểu Y Tiên nhăn lại đột nhiên nói. Nghe vậy, đám người phong tôn giả cũng sững sờ, đưa tay lắng nghe. Quả nhiên đúng như vậy, tiếng động soàn soạt làm trong lòng người ta phát lạnh đều đã biến mất. Này, ngay khi mọi người đang ngạc nhiên, một thân ảnh nhỏ xinh lại không chút tổn hại lướt ra từ sương mù, sau đó đáp xuống một cành cây. Đó tất nhiên là Tử Nghiên vừa mới lao đi. Trên vai nàng lúc này là một con kiến màu vàng nhạt có 8 cánh, lớn chừng nửa thước, về thạch kiến hậu. Nhìn thấy con kiến 8 cánh kia, sắc mặt phong tôn giả cùng Thiết Kiếm tôn giả nhất thời biến đổi. Nhìn thấy sắc mặt biến hóa của đám người phong tôn giả, tự nhiên là cười hắc hắc. Đi thôi, bọn chúng vừa hay lại biết vị trí của hồn điện.
Nghe Tử Nghiên nói, Phong Tôn Giả nhất thời sững sờ, nhìn vẻ thạch ma kiến vô cùng hung tàn giờ lại có bộ dáng ngoan hoãn đến vậy, lão như hiểu ra điều gì, kinh ngạc nhìn Tử Nghiên nhẹ giọng nói: "Lần này là ánh mắt lão phu vụng về, không ngờ tiểu nha đầu này cũng thâm tàng bất lộ." Tư Viêm cười cười cũng không kinh ngạc như mấy người Phong Tôn Giả, hắn đã nhận ra bản thể thực sự của Tử Nghiên, uy áp từ trong huyết mạch của Thái Hư Cổ Long được xưng là Vạn Thú Tôn Sư. Đối với một vài ma thú cấp thấp, quả thật có loại lực lượng chấn nhiếp khó hiểu. Vì Tử Nghiên, bầu không khí đang căng thẳng cũng giảm đi vài phần, thân hình Tư Viêm chợt động bay đến chỗ gần Tử Nghiên, tò mò đánh giá một chút con phệ thạch kiến hậu. Thân thể nó màu vàng nhạt, sau lưng có 8 cánh mỏng như cánh ve, ở miệng có hàm răng tựa như răng cưa bén nhọn làm người khác phát lạnh. Nếu bị thứ này cắn trúng thì chỉ sợ sẽ rất là thê thảm. Con vệ thạch kiến hậu cũng phát hiện ra Tiêu Viêm đang dò xét, 8 chiếc cánh của nó khẽ chấn động, nhe ra hàm răng nhọn hoắt dữ tợn gầm gừ với Tiêu Viêm. "Không phải sợ, không phải sợ." Tự nhiên phải nhẹ nhàng vuốt ve kiến hậu một chút nó mới từ từ an ổn. Nhưng hung quang trong mắt khi nhìn về phía Tiêu Viêm vẫn không thay đổi, mà thú này vốn hung tàn. Nếu không bị long uy của Tự nhiên áp chế, chỉ sợ nó đã sớm lao lên rồi. Thứ này biết vị trí của hồn điện, Phong Tôn Giả cũng bay đến, liếc nhìn kiến hậu một cái có chút vui mừng hỏi. "Biết." Tự nhiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi. "Đi ngay bây giờ à?" Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, cùng Phong Tôn Giả liếc nhau một cái đều là gật đầu, bình xuất như thần. Bọn họ đã mất khá nhiều thời gian trong cùng rồi, nếu vẫn còn chậm trễ thì sớm hay muộn cũng sẽ bị hồn điện phát hiện. "Chúng ta đi." Thấy thế, thân hình Tử Nghiên chật động, tiên phong lao sâu vào trong dãy núi tràn ngập sương mù, đám người Tiêu Viêm vội vàng đuổi theo sau. Có kiến hậu dẫn đường, tốc độ đám người Tiêu Viêm rõ ràng nhanh hơn không ít, lại không mất thêm thời gian tìm đường, nên chỉ cần nửa canh giờ đã xâm nhập tới trong lòng dãy núi. Trong rừng rậm tràn ngập sương mù, Tử Nghiên dẫn đường ở phía trước đột nhiên ngừng lại, ra hiệu đám người Tiêu Viêm không nên lên tiếng. Thấy thế, mặc dù có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng mấy người Tiêu Viêm vẫn giữ yên lặng như trước, chỉ là cảnh giác đưa mắt nhìn bốn phía. Đang lúc mọi người đều an tĩnh, trong miệng kiến hậu trên vai Tử Nghiên đột nhiên phát ra một đạo sóng âm kỳ dị, sau đó quét tán ra xung quanh như sóng gợn. Ba ba ba. Vài giây sau khi mà đạo sóng âm được truyền ra, đám người Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện sương mù xung quanh có từng đạo bóng đen màu tím rơi xuống, sau đó dựng trên thảm cỏ khô vàng. Trên người của mỗi bóng đen lại có một con kiến màu đen lớn chừng quả đấm đang cắn chặt lấy yết hầu của chúng nó. Hết thảy thanh âm đều bị ngăn trở. Đoàn người nhìn lại, kinh ngạc phát hiện những hắc ảnh này toàn bộ đều là loài chim nhỏ màu đen chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Thể tích của chúng rất nhỏ, nếu trốn trong làn sương dày đặc này thì dù có là linh hồn cảnh giác của Tiêu Viêm cũng không thể phát hiện ra. Những thứ này đều do hồn điện ngầm bố trí, chỉ cần có gió thổi cỏ lay cũng dùng sóng âm đưa tin. Nếu không giải quyết chúng, hành tung của chúng ta sẽ lọt vào mắt hồn điện, Tự nhiên nhẹ giọng giải thích với đám người Tiêu Viêm. Nghe vậy, mấy người Tiêu Viêm cũng không khỏi có chút lạnh người, hồn điện cư nhiên lại dùng thứ này để làm tai mắt. Người bình thường ai có thể đoán trước được, nếu không có thêm kiến hậu dẫn đường, chỉ sợ lúc tìm được hồn điện thì chúng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Chim đưa tin phụ cận cũng đã bị phệ thạch ma nghĩ âm thầm mà thanh tẩy, không cần lo lắng, mà nơi này cách hồn điện cũng không xa, các người cẩn thận một chút, Tự nhiên nhẹ giọng nói. Nghe nàng nói, trong lòng đám người Tiêu Viêm nhất thời căng thẳng, đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng phó hết thảy tình huống bất ngờ. Sau khi giải quyết xong, Tự nhiên lại dẫn đường phía trước lần nữa, cứ tiếp tục xuyên qua sơn mạch khoảng 10 phút, nàng rốt cuộc cũng dừng bước, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, tới rồi. Nghe được lời này, cước bộ Tiêu Viêm lặng lẽ gia tăng tần suất. Lúc này hắn mới phát hiện không biết tại sao sương mù nơi này mỏng hơn những chỗ khác rất nhiều. Bây giờ bọn họ đang ở một đoạn sườn dốc cực cao. Mà phía dưới dốc là một sân cốc lớn. Trong sân cốc, một cái cửa địa khổng lồ màu đen cỡ chừng trăm trượng giống như hồng hoang mạnh thú đang cuộn mình. Dưới sắc trời u ám lại tràn ngập ra một khí tức làm người ta phát lạnh. Đây là hồn điện sao? Nhìn tòa kiến trúc vô cùng lớn ở sân cốc kia, Tiêu Viêm cũng nhìn không được mà khẽ hít sâu một hơi. Hồn điện có thể xây dựng một công trình lớn đến vậy trong sơn mạch này, vốn liếng bỏ ra quả thật là không nhỏ. Phía sau Tiêu Viêm, đám người Phong Tôn Giả cũng tiến lên phía trước. Nhìn thoáng qua cửa điện màu đen trong sơn cốc, trong mắt hiện ra một chút hưng phấn cùng hưng trọng. Tiếp theo mới là thời điểm chân chính phải liều mạng. Đợi chút, nơi này bị bố trí phong tỏa không gian. Tiêu Viêm từ từ khôi phục bình tĩnh lại, đột nhiên phát hiện bầu trời sơn cốc cách đó không xa có chút vặn vẹo. Lập tức nhướng mày, nhẹ giọng nói. Không gian phong tỏa giao cho ta, ta có thể mở nó mà không kinh động đến người ở bên trong. Tự nhiên nói, Phong lão có thể cảm ứng được bên trong đại điện này có bao nhiêu đấu tôn cường giả không? Tự Viêm khẽ gật đầu, quay lại hỏi Phong Tôn Giả. Phong Tôn Giả khẽ nhắm mắt, một lát sau mới từ từ mở ra, thấp giọng nói. Tình báo không sai, ta cảm giác được là năm cổ khí tức mịt mờ, hiển nhiên là năm tên đấu tôn kia. Bên cạnh đó, ta còn phải cảm thấy được là không dưới 10 tên đấu tôn và không ít khí tức yếu hơn.
Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm thầm thở vào một hơi, năm vị đấu tôn tuy nói đội hình bực này cực độ mạnh mẽ, nhưng ít ra bọn họ vẫn có thể ứng phó. Đến lúc phong tỏa không gian mở ra, đầu tiên cứ thả vệ thạch ma kiến bước vào, cho chúng cắn chết hết mấy tên kia. Bộ dáng hưng phấn của Tử Nghiên bên cạnh làm mấy người Tiêu Viêm không biết nói gì cho phải, quả nhiên là tiểu ác ma. Năm tên đấu tôn, bốn người chúng ta có thể miễn cưỡng ngăn lại. Tiêu Viêm nhân cơ hội lẻn vào bên trong tìm dược trần, một khi tìm được liền lập tức rút lui, chúng ta không thể ở lâu, không ai có thể cam đoan hồn điện có cứu viện đến hay không. Phong tôn giả trầm giọng nói, hơn nữa hy vọng chúng không quá mạnh. Tiêu Viêm cười, cong ngón tay búng ra, thiệt yêu khôi liền hiện ra bên người, dù đứng trong làn sương mù mịt, thân hình màu vàng nhạt của nó cũng không hề bị che đi. Đây là khôi lỗi cấp bậc đấu tôn. Nhìn thấy thiên yêu khôi, sắc mặt phong tôn giả cùng thiết kiếm tôn giả nhất thời biến đổi, trong lòng có chút chấn động. Thật khó có thể tưởng tượng, chỉ mới hơn một năm mà thực lực bên cạnh Tiêu Viêm đã mạnh đến mức này. Hay lắm, có khôi lệ này, chúng ta có thể hoàn toàn cầm chân năm tên đấu tôn của Hùng Điện. Chuyện tìm kiếm dược trần liền giao cho ngươi. Tiêu Viêm trịnh trọng gật gật đầu, sau đó hất cằm với Tử Nghiên, nàng liền hiểu ý gật đầu, tiến lên hai bước, một chút tử quang quẩn quanh trên ngón tay, nhẹ nhàng làm không gian phong tỏa mở ra đại môn rộng ra hơn một trượng. Bàn tay khẽ đẩy, mảnh không gian liền lặng lẽ biến thành hư vô, một khối đại môn vô hình xuất hiện trong mắt đám người Tiêu Viêm. Đi thôi! Mở ra không gian, kiến hậu trên vai Tử Nghiên lại phát ra một luồng sóng âm kỳ dị, đám người Tiêu Viêm chỉ nghe thấy thanh âm sột soạt truyền đến, sau đó những con kiến màu đen rậm rạp như là thủy triều từ trong rừng rậm tràn ra, lướt qua mấy người bọn họ, lao thẳng vào đại môn kia. Dưới sương mù, đàn phệ thạch ma kiến màu đen như một cơn thủy triều tuôn vào cửa điện trong sơn cốc. Động thủ đi, dù hồn điện có đáng sợ đến mức nào, lần này chúng ta cũng phải hộ khẩu đoạt thực một lần. Nhìn một biển kiến tràn vào sơn cốc, Tiêu Viêm cũng hắc hắc cười, khí tức sắc bén tràn ngập ra từ cơ thể, tiên phong lao vào trong không gian phong tỏa, hành động cứu người đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Rốt cuộc cũng chân chính động thủ, sau trong cự điện màu đen có một quảng trường khổng lồ, trên sân rộng có một cục đá màu đen cao trăm trượng, kinh thiên mà đứng. Cột đá bị bao phủ bởi vô số ký hiệu quỷ dị, từng đạo xiềng xích giao nhau tại giữa không trung của quảng trường, mà ở cuối xích sắt, một đám hào quang lơ lửng yếu ớt bên trong, rõ ràng là một đám linh hồn thân thể trên mặt đầy vẻ thống khổ. Tại trung ương mảnh quảng trường là một khối bình đài cao hơn mặt đất 10 trượng, xung quanh có bốn cái cột đá khổng lồ đứng thẳng, bốn cái xiềng xích màu đen tráng kiện tự nhiên là mãng xà uốn lượn quanh chúng. Phía cuối của bốn chiếc xích là một đốm sáng sáng nhất, bên trong có một thân ảnh già nua đang ngồi xếp bằng, đây rõ ràng là dược lão đã lọt vào tay Hùng Điện. Giờ phút này bốn cái xiềng xích quỷ dị màu đen quấn quanh lấy tứ chi dược lão giống như rễ cây, làm cho hắn không thể động đậy chút nào. Thình tĩnh mịch cùng quỷ dị bao phủ cả quảng trường, nơi này tràn đầy sự âm trầm lạnh lẽo của mùi vị của tử vong. Yên tĩnh như vậy được một khoảng thời gian, hai mắt của dược lão trên bình đài đột nhiên mở bừng, lão cảm thấy một khí tức mà mình cực kỳ quen thuộc. Khí tức này xuất hiện làm cho dược lão trực tiếp ngẩn người, sau một lúc co lâu hít thở một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt tưởng chừng đã khô khốc dần trở nên ẩm ướt. Năm đó khi lão bị bắt đi, khí tức này vẫn còn là một thiếu niên non nớt lỗ mãng muốn hắn bảo vệ khắp nơi, nhưng giờ nó đã phát triển đến mức này. Chú chim ưng con năm đó rốt cuộc cũng đã sải cánh bay trên bầu trời thuộc về nó. Trong sơn cốc yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng động xào xạc, một cơn thủy triều màu đen trôi xuống từ sườn núi. Thủy triều cực kỳ mãnh liệt, không đến nửa phút đã tiếp cận sự cửa điện trong sơn cốc. Trên một số cục đá xung quanh cửa điện, có thể lờ mờ thấy được vài bóng đen đang khoanh chân ngồi. Những bóng đen này đều được bao phủ bởi sương mù màu đen, âm khí tràn ngập. Hả? Nương theo thủy triều tiếp cận, trên cột đá một thân ảnh toàn thân bao bọc bởi sương đen đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Sương đen dao động lộ ra một khuôn mặt có chút tái nhợt, hắn cau mày nhìn những sinh vật màu đen đang tràn đến như thác lũ kia, hơi ngẩn ra một chút rồi trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, vội vàng đứng dậy lớn tiếng quát, cẩn thận, là phệ thạch ma kiến, mấy thứ này vào đây bằng cách nào? Tiếng quát chót tai đột ngột vang lên, trực tiếp phá vỡ sự yên tĩnh trong sân cốc. Mười mấy đạo thân ảnh trong sương đen đều vội đứng dậy, kinh ngạc nhìn biển kiến màu đen đang tràn tới. Báo động! Một bóng đen trầm giọng quát. Ngay sau đó, một sóng âm bén nhọn truyền vào bên trong cửa điện đang cuộn mình như một con hồng hoang cự thú kia. Hư hư hư! Thạch âm cảnh báo vừa vang lên, đã có không ít thân ảnh bay ra từ trong cửa điện. Nhìn biển kiến đang ùn ùn kéo đến, sắc mặt đều biến đổi. Những người ở đây đồng loạt ra tay. Thanh tẩy mấy thứ này, không nên quấy rầy đến các tôn lão đang nghỉ ngơi. Một kẻ hắc y nhân địa vị có vẻ không thấp nhíu mày nhìn biển kiến, sau đó trầm giọng quát. Vâng, lưu hộ pháp. Nghe vậy, gần trăm bóng đen bên cạnh nhất thời đáp ứng. Từng làn khói đen chợt bùng phát ra như trên người họ, sau đó khuếch tán về phía biển kiến. Phốc, phốc,
Hai bên tiếp xúc, phần đông về thạch ma kiến đều bốc lên khói trắng bị hắc vụ ăn mòn, nhưng số lượng của chúng quả thật là quá kinh khủng. Dù hắc vụ nồng đậm nhưng mà vẫn không thể ngăn cản bước tiến của đàn kiến. Trên bầu trời, hắc y nhân được xưng là lưu hộ pháp thấy thế, chân mày liền nhíu chặt lại. Mà sân cốc này có không gian phong tỏa do tôn lão bày ra, mấy thứ này xông vào bằng cách nào? Việc gì vậy? Sao động tĩnh lớn như vậy? Lúc lưu hộ pháp nhíu mày, lại có thêm vài đạo hắc ảnh lướt ra từ cửa điện. Vừa mới hỏi một câu đã nhìn thấy phệ thạch ma kiến đang ùn ùn kéo đến, sắc mặt đều biến đổi. Phệ thạch ma kiến, sao chúng có thể xông vào được? Một vị nam tử sắc mặt âm trầm nhíu nhíu mày, ánh mắt đột nhiên đảo qua sân cốc, trong lòng dấy lên một chút bất an, trầm giọng quát. Sự tình có chỗ không đúng, tất cả mọi người cẩn. Anh... Lời hắn còn chưa dứt, không gian xung quanh đã mạnh mẽ vặn vẹo rồi chợt động lại thành hình chưởng ấn, đem tên nam tử đó đập nát như tương. Địch tập kích, địch tập kích. Trong nháy mắt, từ một người sống sờ sờ biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Loại biến cố này làm đám hộ pháp hồn địa kinh hãi, một lát sau mới hồi phục được tinh thần, lập tức hét lên, tiếng kêu thê lương vang vọng trong sân cốc. Phốc, phốc. Tiếng kêu thê lương vừa dứt, kiếm khí sắc bén đã đột nhiên chém xuống từ trên trời, sau đó nhanh như chớp xuyên thủng cơ thể hai vị hồn điện hộ pháp. Kiếm khí mang theo tiếng thét thê thảm chém đứt vài thạch trụ phía ngoài cửa điện. Bành! Khi kiếm khí sắc bén chém xuống, mảnh không gian cũng hơi vặn vẹo. Bốn đạo thân ảnh chợt xuất hiện trong ánh mắt kinh hãi của phần đông cường giả của hồn điện. Lúc này khí tức mênh mông của bốn người phát ra mà không hề giữ lại một chút nào. Thành thế mà cả bốn đấu tôn cường giả phát ra, làm trong sân cốc các bay đá nước, uy áp cường hãn tràn xuống từ bầu trời, làm sắc mặt của đám hộ pháp hồn điện được kịch biến. Ha ha, đám hồn điện khốn kiếp, hôm nay đến phiên các ngươi trả nợ rồi. Một tiếng cười to vọng xuống từ trên trời và đạo thân ảnh dữ dội lướt xuống, sau đó trực tiếp ép hơn 10 cường giả của hồn điện vào trong đất, kinh lực kinh khủng bạo phát, trực tiếp đem họ chấn nát. Ha ha, giết! Những thân ảnh lướt xuống như là sói giữa bầy cừu, dù là đám hộ pháp ngày thường giữa võ dương oai cũng chỉ có thể kinh hãi lui lại. Bọn chúng không ngờ tới lại có người lớn mật đến mức chủ động công kích hồn điện. Dám đến hồn điện ta quấy rối, các người muốn chết phải không? Những tiếng kêu thảm thiết trong sân cốc rốt cuộc cũng đưa tới sự chú ý của hồn tôn lão điện. Lập tức một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Tiếp theo, năm đạo thân ảnh đằng đằng sát khí lao ra từ cửa điện. Ánh mắt đảo qua một vàng, cuối cùng đổ dồn vào trên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, người không chết. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu lên nhìn năm thân ảnh trên bầu trời. Tử sắc hỏa diễm dữ dội bùng lên từ trong tay, đốt cháy một tên cường giả của hồn điện thành hư vô. Sau đó cười nhạt nói, mộ cốt lão quái, không ngờ ngươi cũng ở đây. Chắc hẳn lần này ngươi đến để cứu Dực Trần, không thể không nói lá gan của các ngươi thật lớn. Dám đến hồn điện ta cướp người, đây là trường hợp đầu tiên lão phu gặp sau khi trở thành hồn tôn lão đấy. Một kẻ hắc y nhân nhấc bỏ đầu bồng đang trùm trên đầu, xem bộ dáng này đúng là mộ cốt lão nhân. Không ngờ còn có người quen à, phong tôn giả, quả nhiên ngươi vẫn còn chưa từ bỏ hy vọng. Bên cạnh mộ cốt lão nhân, một kẻ hắc y tôn giả khác đột nhiên âm lãnh nói. Nghe vậy, phong tôn giả chỉ thản nhiên cười cười, nhìn thoáng qua biển kiến đã muốn tràn vào trong cửa điện, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm nói, người đi vào tìm Dực Trần, chúng ta cầm chân bọn họ. Tiêu Viêm gật đầu một cái, thân hình chật động lao về phía cửa điện. Dám xông vào hồn điện ta, muốn chết. Thấy thế, năm tên tôn lão trên bầu trời quát lạnh một tiếng. Một kẻ tôn giả trực tiếp phát ra một đạo hắc vụ đánh về phía Tiêu Viêm. Đi. Thân hình phong tôn giả hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm, bàn tay nắm chặt, cuồng phong nhất thời nổi lên. Một bàn tay lớn bóp nát đạo hắc vụ kia, sau đó quát khẽ, hôm nay mấy người bọn ta muốn xem các ngươi có cái tư cách này hay không. Mấy tên tôn giả hổ tiếu một tiếng, dữ dội lướt xuống. Một tên trong đó tách ra, mang theo sát khí sắc bén va chạm với phong tôn giả. Trong nháy mắt, hai bên đã cuốn lấy nhau, hỏa bão chiến đấu bùng phát. Thấy thế, thân hình Tiêu Viêm chợt động, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến phóng về phía cửa điện. Nhưng khi sắp đến đại môn thì không gian trước mặt đột nhiên dao động. Một lão giả thân mặc tử bào mà không chút thay đổi xuất hiện bên nơi phía trước hắn. Người là Tiêu Viêm, không biết có còn nhớ rõ bổn tôn. Tự y lão giả mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi híp mắt lại, từ trên người đối phương hắn cảm giác được một khí tức quen thuộc. Người là lão tạp mau hai lần hủy linh hồn lực của ta. Tiêu Viêm cười, rút cuộc nhớ lại, trước kia có hai lần linh hồn lực của hắn tiến vào hồn điện thì đều bị lão giả này phát hiện, sau đó phá hủy. Xem ra lão phu đã coi thường ngươi, chỉ ngắn ngủi vài năm đã tu luyện đến cửu tinh đấu tông, nhưng hôm nay ngươi dám tới hồn điện cướp người, lão phu nhất định sẽ đem ngươi chôn vùi ở đây. Sắc mặt tự y lão giả âm hàn, lời nói của hắn vừa dứt thì hai tay áo lão đã vung lên, một làn khói đen âm trầm lượn lờ trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh về phía lồng ngực Tiêu Viêm.
Tự Y Tôn Giả đột nhiên xuất thủ, làm cho sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, lùi về phía sau hai bước, tự hắc hỏa diễm bùng phát từ lòng bàn tay, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bạo phát. Bành! Lúc này Tiêu Viêm vẫn không lùi lại, trưởng phong sắc bén mang theo tự hắc sắc tam thiên liên tâm hỏa, trực tiếp mặt đối mặt chính diện giao phong với Tự Y Tôn Giả. Hai người va chạm, kình phong kinh khủng quét qua làm cho vài tên hộ vệ hồn điện đứng gần chấn thành một mảnh hư vô, ngay cả cột đá khổng lồ đều bị bạo liệt. Đát đát, tuy nói đấu khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, cộng thêm tăng thiên liên tâm hỏa tăng thêm, mà cước bộ Tiêu Viêm vẫn phải lùi về phía sau 10 bước mới có thể đứng vững. Sau khi ổn định, hắn khẽ nhíu mày, đấu tôn cường giả quả quyển nhiên là cường hãn. Lúc Tiêu Viêm nhíu mày so sánh, sắc mặt của Tự Y Tôn Giả bề ngoài có chút khó coi, trong mắt lại càng thêm vẻ khiếp sợ. Năm đó khi linh hồn lực của Tiêu Viêm lần đầu tiên lẻn vào hồn điện tìm kiếm thì lão chỉ cần tùy tay đã có thể phá bỏ, lần thứ hai thì hiện thân ra tay mới hủy diệt được, mà lần thứ ba Tiêu Viêm cư nhiên có thể bằng vào lực lượng của chính mình lấy thực lực đấu tông cứng đối cứng một chiêu với lão mà không bị thương. Loại biến hóa này dù lấy định lực của lão cũng không nhịn được mà lạnh cả người. Mặc kệ ngươi quỷ gì đến thế nào, hôm nay nơi này chính là nơi chôn xác của ngươi. Hít sâu một hơi, sát ý bắt đầu hiện lên trong mắt Tự Y Tôn Giả. Tiêu Viêm có thể đỡ một chiêu của lão, nhưng lão cũng không thể tin tên nhãi này có thể thoát khỏi tay lão. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, Tự Y Tôn Giả thân hình chợt động, hóa thành một tia chớp lướt về phía Tiêu Viêm lần nữa. Mà khi thân hình hắn vừa động thì một thân ảnh màu ám kim giống như là thiết tháp giáp xuống trên trời, dừng ở trước mặt Tiêu Viêm, ngăn cản thế công của lão. Đối thủ của ngươi không phải ta mà là nó. Tư Viêm mỉm cười với Tự Y Tôn Giả, ngân mang chớp động, nhân cơ hội này lao vào cửa điện. Tự Y Tôn Giả muốn ngăn trở, nhưng Thiên Yêu Khôi trước mặt lão làm không dám phân thần, chỉ có thể phẫn nộ quát. Hồn điện hộ pháp, ngăn tình nhãi kia lại cho ta, bất kể sống chết. Đối với tiếng gầm phẫn nộ của Tự Y Tôn Giả, Tư Viêm vẫn làm như không nghe thấy, thân hình như là sấm sét lao vào cửa điện, vài cái chớp mắt đã biến mất ở phía cuối hành lang. Thấy vậy, khuôn mặt Tự Y Tôn Giả rung lên, vừa muốn cầm lên thì quyền phong hung hãn đã đánh tới, làm cho lão tối tăm mặt mũi, vội vàng nghênh chiến, khôi lỗi màu vàng nhạt trước mặt khiến lão cảm nhận được áp lực, nếu không cẩn thận ứng chiến, chỉ sợ hôm nay sẽ lạnh ít dữ nhiều. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, đấu khí mênh mông trong người lão cũng bắt đầu chuyển động, một sợi xích đen nhánh trượt ra từ trong tay áo, sau đó hung hăng cuốn về phía Tiêu Thiên Yêu Khôi. Khi bên ngoài đang phát sinh đại chiến thảm khốc thì lúc này Tiêu Viêm đã lao vào phía trong cửa điện. Trên đường tuy gặp không ít cường giả của hồn điện, nhưng chưa kịp ra tay đã bị kinh khí mạnh mẽ chấn cho học máu văng ngược ra. Thành ra lúc này không ai dám tiến đến ngăn cản hắn. Tiểu tử, dám xông vào hồn điện ta, muốn chết phải không? Tuy nói nơi này chỉ là một phân điện mà thôi, nhưng mà lực lượng phòng thủ tại đây cũng chỉ yếu hơn vài thế lực nhất lưu ở Trung Châu một chút. Tiêu Viêm xông vào không bao lâu là đã có thêm người ngăn cản. Bốn đạo thân ảnh lướt đến ngăn trước mặt hắn, khí đen tràn ra, khí tức cường hãn tràn ngập. Nhìn khí tức này, không ngờ cả bốn người đều là cường giả đã đạt tới lục tinh, thậm chí thất tinh đấu tông. Thằng khốn, đứng lại cho bạn hộ pháp. Bốn người vừa hiện thân liền có một người bắt đầu công kích, khói đen tản đi để lộ một khuôn mặt già nua, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm đang lướt tới, quát lạnh. Tiếng quát vừa dứt, bốn người cũng không nói nhảm thêm nữa, đồng thời ra tay, khói đen nồng đậm bùng phát ra từ cơ thể họ, sau đó hội tụ thành một hắc sắc cự mãng hơn 10 trượng. Con cự mãng này ngửa mặt lên trời rống một tiếng rồi quất đuôi một cái, mang theo sức gió cực lớn hung hăng lao về phía Tiêu Viêm. Hắc sắc cự mãng lướt qua, mặt đất cứng rắn phía dưới cũng bị phong áp, phá vỡ thành vô số bụi phấn, từng khe sâu cũng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Chỉ có bốn tên hộ pháp mà cũng dám cản ta. Nhìn bốn tên hộ pháp hùng điện ngăn cản trước mặt, trên mặt của Tiêu Viêm hiện hình vẻ lạnh lùng, thân hình không chút dừng lại, từ hắc sắc hỏa diễm bùng phát ra từ cơ thể, sau đó hóa thành một con hỏa long khổng lồ. Hỏa long quẩy đuôi một cái để Tiêu Viêm vọt nhanh tới trước, sau đó hung hăng va chạm với cự mãng màu đen đang lao tới. Cút cho ta! Bành! Va chạm mạnh mẽ làm vang lên một tiếng động kinh tâm động phách, sóng năng lượng lan ra như cuồng phong càn quét. Nơi nào cuồng phong thổi qua thì không còn vật gì trụ được trên mặt đất, từng thạch trụ bạo liệt thành bột phấn, một vài tên hộ vệ hồn điện gần đó bị thổi bay như diều đứt dây, đập mạnh vào vách đá, biến thành một đống thịt nhão, tiếng ra thê thảm vang vọng khắp cự điện. Sóng năng lượng khuếch tán khắp nơi, làm cho bốn cả hộ pháp mặt mày xanh lét, chưa kịp lùi về sau thì cơ thể đa sóng năng lượng quét qua. Phanh! Bị đòn nặng như vậy, khói đen trên người họ trở nên loạn hơn rất nhiều, thân hình đánh bay gần 100 mét mới dừng lại được, thương thế nghiêm trọng đến nỗi không có sức đứng dậy. Châu chấu mà cũng đòi đá xe à? Một kích để lui bốn tên đấu tông, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, hùng mang chợt lóe, bốn tay một cái, từ hắc sắc hỏa liên bùng phát, sau đó bắn về phía bốn tên hộ pháp.
Nhiệt độ kinh khủng của tam thiên liên tâm hỏa làm cho bốn tên kia mặt cắt không còn giọt máu, dãy dụa la hét. Khi khói đen tan đi, chỉ còn lại bốn hình thể hư ảo. Chỉ là linh hồn thể mà còn dám trợ trụ vi ngược. Hả, đáng chết. Nhìn bốn đạo linh hồn đang sợ hãi, Tư Viêm lạnh lẽo nói, bàn tay nắm chặt lại, linh hồn lực bùng phát ra từ mi tâm, bùng một tiếng. Ba linh hồn thể bị chấn nát thành hư vô, lấy thủ đoạn lôi đình giết chết ba gã hộ pháp hồn điện. Tiêu Viêm khẽ dùng lực hút đạo linh hồn thể còn lại vào tay, ngữ khí âm trầm hỏi. Nơi giam giữ các linh hồn ở đâu? Người chỉ có một cơ hội, nếu không thành thật thì người biết kết quả của mình rồi chứ. Nhìn khuôn mặt âm trầm đáng sợ của Tiêu Viêm, tên hộ pháp kia lại càng sợ hãi, trong lòng âm thầm kêu khổ, tự trách mình sao lại đâm đầu ra chặn tên sát tinh này. Nói. Sắc mặt Tiêu Viêm dự tận hắn lên, bên ngoài mấy người phong tôn giả đang tranh thủ từng giây, từng phút cho hắn. Hắn không có dư hơi mà mất thời gian ở đây. Tại tả hồn đại điện, tên hộ pháp kia nơm nớp lo sợ đáp. Chỉ một chút trước thôi, ba tên đồng bọn của hắn đã bị Tiêu Viêm chấn thành hư vô, vĩnh viễn tiêu tán. Dẫn đường, nếu không, chết. Tiêu Viêm lạnh lẽo nói, phía trước quẹo trái. Nghe thấy thế, tên hộ pháp vội vàng hô. Nghe xong, Tiêu Viêm dậm mạnh chân một cái, thân hình lại hóa thành một cái bóng đen, nhanh như chớp lao về phía sau trong cửa điện. Suốt đường đi, có tên hộ pháp này dẫn đường nên tiến trình nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng gặp phải một số quấy nhiễu của cường giả hùng điện, trong đó có không ít người còn là đấu tông. Nhưng thực lực hiện tại của Tiêu Viêm là vô số dưới đấu tông. Dù cường giả hùng điện đông đảo, nhưng dưới sự tấn công của tam thiên liên tâm hỏa thì đều bị đánh tan ngay lập tức. Thẳng một đường mà đi, Tiêu Viêm tính toán sơ qua, trong lộ trình này có không dưới 10 tên hộ pháp chết dưới tay hắn, thấp hơn thì cả không thể đếm hết, dù sao chỉ vỗ đến một cái, tên nào thực lực kém một chút thì đều bị tam thiên liên tâm hỏa cắn nút đến mức này, cả trò cũng không còn. Dù vậy, mấy tên hộ pháp này thực lực cũng không cao lắm, mạnh nhất cũng chỉ mới là thất tinh đấu tông, gặp hắn là chạy trối chết, nếu Tiêu Viêm đuổi theo thì vẫn còn có thể giết chết, nhưng hắn không có thời gian, mục đích là tìm Dược Lão, không thể lãng phí được. Một đường xong tới, đi đến đâu thì thể chất đầy tới đó, nhìn Tiêu Viêm giống như một tên sát thần đáng sợ, cả người đầy sát khí, mỗi lần tự hắc sắc hỏa diễm bùng lên lại là có những tiếng kêu thảm thiết. Sau khi cắn đốt tam thiên dị viêm hỏa, dị hỏa mới sinh ra này, uy lực thật kinh khủng, trên đường đi không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Oanh! Tới một hành lang rộng rãi, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc xuyên thủng lồng ngực một tên hộ pháp. Nhìn thi thể đang tan ra kia, Tiêu Viêm phủi tay liếc nhìn tên hộ pháp linh hồn đang bị hắn cầm trong tay trái kia. Còn xa không? Tỏ hồn đại điện ở cuối hành lang này, tên hộ pháp rung như cây sấy, suốt đoạn đường. Tiêu Viêm chẳng gây giết chóc làm cho sâu thẳm linh hồn của hắn xuất hiện một loại hàn ý. Tên nhãi đáng sợ này có lẽ chỉ các tôn lão mới có thể đối phó. Nhưng hôm nay, tôn lão đều bị kiềm chân ở bên ngoài. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt càng ngày càng âm lãnh. Thấy sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi, tên hộ pháp như hiểu được điều gì. Trong lòng lạnh lẽo, thân hình lách khỏi tay Tiêu Viêm, nhanh như chớp chạy về một hành lang khác. Nhưng chạy chưa được bao xa đã cảm thấy một cổ nhiệt phong thổi tới, đem hắn hoàn toàn cắn nuốt. Làm xong việc này, Tiêu Viêm phủi phủi tay, hắn cầm thù lũ hồn điện đến tận xương tủy, chỉ cần nghĩ đến việc chúng bắt giam các linh hồn thể thì hắn dù có hạ sát thủ, hắn cũng không cảm thấy cắn rứt. Giải quyết xong người này, Tiêu Viêm nhìn về phía cuối hành lang, nơi đó có một cửa sắt màu đen đang đóng chặt, có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức quỷ dị đang tràn ra từ bên trong. Đấu khí trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển, Tiêu Viêm bước đến bên cạnh đại môn, hàn ý xuất hiện trong mắt, tự hắc sắc hỏa diễm bùng phát ra đánh mạnh vào cánh cửa. Đương, dưới công kích như vậy, dù thiết môn cứng rắn vô cùng cũng phải bạo liệt, cảnh tượng phía sau thiết môn liền đập vào mắt Tiêu Viêm. Bên trong là một quảng trường cực lớn, thạch trụ kình thiên cao cả trăm trượng, những sợi xích đen giăng khắp cả mạng nhện, có vô số đốm sáng trôi lơ lửng đang bị những sợi xích này rối buộc. Dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhìn không được mà hít sâu một hơi. Chậm rãi đi vào quảng trường cực kỳ quỷ dị, ánh mắt Tiêu Viêm quét ngang quét dọc. Sau đó dừng ở phía sau trong quảng trường, trên thềm đá cao ngất có một đống sáng chói lọi, một khí tức làm cho Tiêu Viêm run rẩy phát ra từ bên trong. Điểm nhẹ chân một cái, thân hình Tiêu Viêm xẹt qua quảng trường như cung rời tên, kinh ngạc nhìn đống sáng, trong đó có một linh hồn già nua nhìn qua cực kỳ suy yếu đang bị bốn sợi xích đen xích lấy tứ chi. Ánh mắt Tiêu Viêm đỏ hoe, hai chân quỳ xuống, đầu gối đập mạnh vào thềm đá, giọng nói khàn khàn chua xót. Lão sư, con đã đến.